trò nữa chắc là ít người biết hơn, đó chính là nhà đầu tư của bộ phim. Và không ạ, chúng ta vỗ tay cho nhà đầu tư quá đẹp, đúng không ạ? Và câu hỏi mà chương trình muốn dành cho Trinh đó là trong cái mùa phim Tết vừa rồi cũng có những cái bộ phim Việt đã cán mốc 100 tỷ khi mà ra mắt. Vậy thì lần này mình ra sau Tết có mấy ngày thôi, hôm nay vẫn còn là mùng 9 là vẫn là còn Tết đúng không? Thì Trinh có nghĩ là mình vượt qua được con số 100 tỷ không? À, trước khi trả lời câu hỏi của anh thì cho em được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến vì bộ phim Vui Đại Náo ngày hôm nay. Thật sự là bộ phim đó là em chưa có được xem. Sau khi mà nghe ekip bàn tán xôn xao về sau khi mà xem phim đó thì em cũng rất là muốn coi, nhưng mà em nhất quyết là giữ cảm xúc đến ngày hôm nay để coi cùng với khán giả của mình. Vì chưa xem phim nên là em không có biết là phim hay hay dở, nhưng mà em chỉ tự tin một điều là em đã hết lòng hết dạ với bộ phim này rồi. Còn về doanh thu của phim thì phải dựa vào là tiền của khán giả mà, thì phải dựa vào khán giả, nên là em không có tự tin về cái đó, nhưng mà em có quyền được hy vọng đúng không? Thật sự là làm phim đó thì em chỉ lấy lời làm vui thôi. Lấy vui làm lời. Nhưng mà thật ra là lấy lời làm vui nó cũng đúng mà phải không thưa quý vị? Chúng ta vỗ tay cho cô này, trời ơi, công sáng quá. Dạ, công nên là miễn phim này không lỗ là được, chứ lỗ thì em cũng không có được vui cho lắm. Dạ, nên là em hy vọng sau khi mọi người xem phim thì mọi người hãy ủng hộ bộ phim nhiều hơn nha mọi người. Rất là dễ thương phải không ạ? Cảm ơn Ngọc Trinh rất là nhiều. Đầu tiên là chúc mừng em. Chúc mừng em là bởi vì em vẫn rất là chân vương một mặt trong tất cả những lời trả lời dành cho sân khấu hay là phỏng vấn tại chỗ. Và cũng cùng với niềm hy vọng để mà bộ phim này mình thắng cho tất cả mọi người cùng cười ha. Còn cặp phá hoại này em nha, nó chưa có hỏi nha. Rồi cho Tùng nói chuyện với cô này đi. Xin mời Diệu Nhi bước lên. Quý vị vỗ tay cho em gái Tùng được không ạ? Tùng gọi cổ là em gái là bởi vì tụi Tùng kết hợp trong phim Chiến Dịch Chống Ế cách đây cũng 4 năm em ha, mà giờ em vẫn chưa hết ế hả? Chưa. Là do là có duyên quá hay sao? Không, em nghĩ cái mặt em là kiểu cái nét đẹp của em là đại diện cho những cô gái trẻ mà còn ế kiểu vậy, cho nên là mọi người hay mời em vô mấy cái phim này. Phim này anh nghe nói là em thả thính dữ dội lắm phải không? Dạ đúng rồi. Em có thể nói cho mọi người nghe là thật ra là đó chính là cái sở trường ngoài đời của em không? Dạ không. Tại vì đây là trong phim là nhân vật đó là hay đi thả thính thôi, là để vua trai thôi. Còn ở ngoài đời là người ta thả em. À thiệt không? Dạ thiệt. À quý vị ở đây ai thật sự là muốn có cơ hội thả thính nhiều gì thì giơ tay lên ạ. Anh thấy đa số là phụ nữ đó, cảm ơn em, chúc mừng em rất nhiều. Thôi em về đi ha, anh hy vọng là... Thế nào cũng được mà. Rồi không sao hết. Em cố gắng giữ vững cái gai vàng này nha. 4 năm nữa mình gặp nhau vẫn là một bộ phim còn ế. Quý vị thân mến, sẽ còn rất nhiều câu chuyện được trò chuyện với những nhân vật còn lại, nhưng mà Tùng để dành sau phim nha. Còn bây giờ xin mời quý vị một lần nữa vỗ tay cho họ được không ạ? Một cái công trình, đúng là một công trình đã đi qua với rất nhiều cảm xúc. Còn bây giờ thì cho phép Tùng được mời đại diện của nhà sản xuất cùng bước lên sân khấu để trao hoa chúc mừng cho ekip đã có được một bộ phim ra mắt vào mùng 9 này dành tặng cho tất cả quý vị. Xin được phép mời nhà sản xuất Tài Đỗ, giám đốc của Live On.